mình có bò nè, khoai tây nè, là lươn giang, là lươn giang. Chép tới đây, ta-da! Và đây là anh Giang, top 6 của Top Chef Việt Nam. Sẽ cùng với Tina đến gặp một người bạn cũng như là một cái idol mà vô cùng nổi tiếng về nấu ăn anh. Em nghĩ là cái trình nấu ăn cũng là 1 9 1 10 với anh ấy đó. Đúng không Bon? Em thì cũng nấu ăn tạm tạm thôi, nhưng mà để so tài với anh là chắc không? Không có cửa đâu. Em yên tâm đi, nấu ăn chuyên nghiệp thật ra không cần phải có khiếu, ai nấu cũng sẽ ngon. Ủa? Mình có bò nè, khoai tây nè, chỉ là lươn giang, chỉ là lươn giang. Ngưng đi má, anh Giang là đầu bếp. Vậy thôi, bữa nay em nghĩ là mình nấu bò kho đi. Dù vậy sao, vậy nên ngày hôm nay tôi sẽ phép quyết định chúng ta sẽ cùng nhau nấu món beef steak. Ủa gì vậy? Phải nấu món beef steak nha, nó mới cân tài cân sức được. Hai người ai cũng nấu ăn giỏi hết trơn mà. Phải nấu món này cho em. Phải làm sao em chấm ít nhất là 9 điểm á nha. Medium rare đồ đó. Nấu gọn trong 15 phút thôi nha. Em đói bụng dữ rồi đó. Anh thì không lo đó. Wow. Hôm nay anh có một người bạn đồng hành là nồi chiên không dầu Philip. Dạ. Có thể đáp ứng được những cái yêu cầu của Tina trong vòng 15 phút. Không, em thích truyền thống. Mình nướng than đi anh. Anh nghĩ không được đâu. Để đạt được tiêu chuẩn miếng bò medium rare thì nhiệt độ bên ngoài phải cao và nhiệt độ bên trong miếng bò phải thấp. Lò than rất là cồng kềnh. Trời ơi, anh tưởng gì? Để rồi coi. 30 giây để xóa đi số nợ 2,5 triệu của vòng 2. Bắt đầu rồi, tôi cấy đi. Cấy đi chị, cấy đi. Cắt muối và tiêu, cho dầu ô liu và massage cho đều. Đầu tiên mình sẽ cắm nhiệt kế vô miếng thịt. Đẩy nồi hình sao, nhiệt độ sẽ được tả đều. Tiếp theo sẽ đặt thịt bò và các nguyên liệu vào khay nướng. Bật áp lưu chi dung lên, chọn chế độ nấu với nhiệt kế. Muốn medium rare, hay đặt nhiệt độ bên trong miếng thịt là 65 độ C. Còn bên ngoài là 200 độ C. Miếng thịt vừa đạt tới nhiệt độ này, máy sẽ tự ngắt. Xong, chờ thôi. Bà khỏi đi. Hồi nãy cái miệng bài hải bài hải. Hồi nãy cái miệng hung lắm nè. Bây giờ phụ là phụ cái gì? Để rồi coi. Thôi để em lật thịt phụ anh nha. Không cần lật thịt đâu. Vì chiếc nồi này nó có công nghệ đắp với con đi e cộng. Nó sẽ giúp miếng bò chín bên ngoài và mềm bên trong. Anh ơi, không lật nhưng vẫn phải đảm bảo là medium rare em á nha. Cảm ơn gia đình mình nhiều ha. Dạ, cảm ơn anh Giang, cảm ơn chị Bon đã cho em có một cái bữa ăn thiệt là chuẩn vị nhà hàng. Bữa nay chị cảm ơn hai người mới đúng á. Quá trời khai sáng luôn. Mà anh kiếm đâu ra cái bảo bối này mà quá trời chức năng luôn vậy? Nấu rất nhiều món nha, tha hồ mà lựa chọn. Anh nấu xong anh nhìn anh cũng thèm nữa. Từ giờ tôi có chiêu của anh chết Giang rồi. Bà khỏi. Bà mới khỏi ra. Từ giờ là không có tỷ thí với bà đâu. Mà tôi còn nhiều cuộc chiến tiếp theo nữa. Đánh đá nữa cho nhớ nè. Từ giờ mà có cái nồi chiên không dầu đó, nấu ăn mùi rồ không cần khiếu luôn. Chỉ cần áp dụng những cái chiêu mà chef Giang chỉ cho bà là nấu món gì cũng ngon luôn. Biết cờ vui như dễ dễ. Nấu ăn rồ không cần khiếu, chỉ cần chiêu.